Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tình tiết mới nhất của bộ phim Báo Ngầm. Hùng Nhỏ đối đầu với bà trùm lớn đứng sau Lão Trương. Đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia đang dần hé lộ những gương mặt mới hoàn toàn bí ẩn. Trong đó phải kể đến bà trùm chuyên vận chuyển ma túy đá từ nước ngoài về nước với số lượng lớn. Chúng còn có cả một nhà máy đóng gói với quy trình khép kín, một kênh tiêu thụ phân phối khắp cả nước. Hùng sau khi lập công lớn cứu mạng Lão Trừ khỏi tay công an đã thành công bước vào thế giới ngầm mà có những pha đối đầu gay cấn với những người sừng sỏ. Đó là những nội dung chính trong video ngày hôm nay. Sau khi hàng của Tay Huy bị bắt, Hùng Nhỏ bị đám Tay Toàn nghi ngờ là người đã phím cho công an những kế hoạch cụ thể lần này. Đứng sau Tay Toàn là ba trùm khét tiếng, hành tung bí ẩn. Ngay đến người trong nghề bao lâu nay thì Lão Trừ cũng chưa bao giờ gặp mặt. Mọi việc đều thông qua Tay Toàn để giải quyết. Hùng Nhỏ nổi tiếng là lì lợm vì để lấy lại uy tín cũng như mình oan cho bản thân. Anh đã đích thân đến tận hang ổ của Tay Toàn đối đầu với bà trùm lớn để nói rõ trắng đèn câu chuyện. Hùng vừa đến nơi đã bị đám đàn em lôi vào diện kiến đại ca. Hùng bực mình nói: "Anh Toàn, tôi đến đây để báo tin cho anh một thông tin mà anh cần biết, nhưng mà anh làm thế này đây, còn nếu muốn bắn ấy thì tự ông đi mà bắn đi. Tôi chỉ tiếc phải chết dưới tay một thằng liều tiều như anh, ông không xứng đáng làm đại ca." Tay Toàn nghe xong trợn mắt quay lại nhìn thẳng vào mặt Hùng. Hùng gan to nói thẳng: "Bắn em!" Chính câu nói đầy thách thức này đã khiến Toàn rút súng tiến lại gần Hùng. "Nếu như mày nói dối thì viên đạn này đã găm vào đầu mày. Nếu mày có làm ma thì cũng đừng có trách tao. Tao hỏi lại, mày là ai?" Hùng trả lời: "Nếu tôi là Dích thì tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền để vào đây lừa anh, và ai là người trả? Tôi nói thật, cỡ làm thẳng như vệ sĩ của ông, một chấp cùng một lúc sống chết với tôi ấy, tại đi." Toàn khó chịu trước thái độ tự mãn của Hùng, liền chĩa thẳng súng vào đầu anh và nói: "Để tao xem mày nói dối hay nói thật." Nói xong Toàn bóp cò, nhưng đó chỉ là phát súng trượt. Hùng bắt đầu thương lượng: "Nếu bây giờ anh chịu bỏ súng xuống, tôi sẽ nói cho anh biết tin anh cần biết. Còn nếu không, không làm ăn gì nữa, mất hứng rồi, tôi có thể giết ông bằng một cái chớp mắt, ông có tin không?" Hùng chính thức đồng chiều. Sau khi vào cung võ điều luyện, anh đã thẳng tay cướp được súng từ phía đàn em của Toàn, chiếu tướng vào đầu đại ca ngồi sừng sững. "Thằng nào dám bước lên Toàn ạ? Ngày hôm nay mày làm tao gây bình bực ấy. Tao đến đây vì nghĩ mày là đại ca, là dân làm ăn, là mối hàng quen thuộc với anh Trừ của tao, nên tao mới đến. Mày nghĩ tao phím cho công an bắt hàng của thằng Huy à? Đầu mày có biết nghĩ không? Chính tao đã cứu nó. Tao đánh người thằng Cớm để cứu nó. Cái việc thằng Huy ác nó bị bắt ấy, lên mạng mà xem. Đây đấy, cái lúc mà tao đang ngủ ấy, cái thằng Huy ác nó mò ra được. Đổi lại nó bị cảnh sát giao thông dích, chứ liên quan gì đến tao?" Toàn cười nói: "Bỏ súng xuống đi. Tại tao thấy mày đi với thằng nào, thằng ấy chết." Hùng giải thích: "Chính tao đã cứu Lão Trừ trước nòng súng, đưa lão ấy xuống Hà Nội, nhưng không ngờ lão dạy gái, gọi cho gái đến, nên Cớm nó mới hốt, mày hiểu không? Làm ăn mà không tin nhau ấy, thì thôi, đường ai mới đi." Toàn lúc này mới hạ giọng: "Thôi bỏ súng xuống đi, chỗ anh em cả, bỏ qua đi." Hùng đứng đa lên mặt: "Tao là dân võ, và tao ít biết sợ lắm, tao không bao giờ tao chịu đụng, mày hiểu không? Tao không làm vụ này nữa, mày đi kiếm thằng khác mà làm." Sau một hồi căng thẳng, Tay Toàn bắt đầu lấy lòng Hùng, cũng không muốn chơi trò mèo vần chuột quá lâu. Hùng tỏ ra nguôi ngoai, cả hai nói chuyện làm ăn lại bình thường. Hùng Nhỏ lấy được lòng tin của Lão Trừ sau khi thoát khỏi hố tử trực như cận kề đến nơi. Khó khăn lắm Hùng Nhỏ mới có được chút lòng tin ở Lão Trừ, thì công sức của anh coi như đổ sông đổ bể khi tổ bọc lót được cử đến Mường Kim nhằm hỗ trợ Hùng bị đám đàn em của Lão Trừ đuổi giết. Chính Hùng là người đã phải ra tay cứu Huy cho đồng đội. Cũng vì thế, anh rơi vào tầm ngắm đáng ý của A Trừ. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, công an biên phòng của tỉnh lại đổ thêm dầu vào lửa khi cho lực lượng phòng chống tội phạm ma túy ra quân tổ chức một cuộc truy bắt lớn. Đội quân hùng hậu chuẩn bị sẵn sàng quân tư trang, bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Trong đêm tối, các chiến sĩ biên phòng sau màn đấu súng quyết liệt đã khống chế và bắt giữ được một nhóm người đang vận chuyển ma túy mòn men theo đường rừng. Đưa về đồn chỉ còn duy nhất một tên lành lặn, còn lại đang bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau khi tra hỏi, tên tội phạm đồng ý tiết lộ mọi chuyện. Hắn phối hợp cùng công an biên phòng giả làm người đưa hàng đến gặp Tay Tuần như đã hẹn. Tăng chứng vật chứng rõ ràng, tất cả bằng nhóm của Lão Trừ bị bắt, khiến cho lão không thoát khỏi liên quan. Rất nhanh sau đó, toàn trang trại của nhà Lão Trừ đã bị bao vây hoàn toàn. Lão Trừ vốn là ông trùm lớn, đâu dễ dàng đầu hàng. Lão ta dẫn theo đám đàn em còn lại, tay cầm phía công an, tìm đường rút lui. Thế sự đã rồi, công an đành nổ súng chống trả lại. Hai bên diễn ra một cuộc đọ súng căng thẳng. Đúng lúc này, Hùng Nhỏ đang nằm trong phòng thấy chuyện chẳng lành, đoán là ngày có biến. Anh nhanh trí ứng phó, bảo Lão Trừ đưa súng cho mình, thể hiện khả năng dùng súng chuyên nghiệp, đã thành công đưa A Trừ tẩu thoát một cách kỳ diệu, khiến công an cũng lấy làm lạ.
Tổ chuyên án của tỉnh nhận được tin báo, vô cùng lo lắng cho Hùng. Tình hình quá nguy hiểm, không biết trong kia như thế nào, phe này chỉ sợ cháy giáo án. Đại tá Hà trực tiếp lên gặp giám đốc Hoạch để bàn bạc. Giám đốc Hoạch nghe xong tỏ ra bực mình, đúng là người tính không bằng trời tính. Đại tá Hà được gửi đi mượn kiềm ngay, xem tình hình cụ thể thế nào. Đại tá Hà nhanh chóng có mặt tại đồn biên phòng, nơi đã vô tình đưa ra chuyên án làm đánh rắn động rừng để thăm dò của Hùng. Thật may mắn, Hùng đã cùng Lão Trừ thoát được vòng vây của công an. Nhưng vì Lão Trừ bị trúng đạn, không thể đi xa được, Hùng đã thông báo ngay tình hình cho sếp để đưa ra phương án ứng phó tối ưu, nhằm để tay chơi thêm tin tưởng, thậm chí mà người Hùng cử ngay một người đóng giả làm bạn tù với Hùng nhỏ. Họ tình cờ gặp lại nhau ở cạnh một con suối. Lão Trừ thấy người lạ định rút súng thì bị Hùng ngăn lại. Anh nhận ra người quen, quay sang nói với Lão Trừ: anh ơi, đây là thằng Tiền Sủi, bạn em ngồi ở trại Xuân Lập ạ. Sau một hồi nói chuyện, Hùng cùng người bạn tìm ra cách đưa Trừ đến nơi chữa trị. Tiền Sủi đưa Hùng cùng Lão Trừ về nhà gặp một người chuyên chở gỗ thuê để nhờ vả. Ông anh của thằng bạn cháu bị rắn độc cắn, bây giờ cần súng viện gấp, chú có thể tạo điều kiện cho một chiếc xe chở súng viện không ạ? Không ngờ người chở gỗ đấy chính là đại tá Hà đóng giả. Ông trả lời: không được, xe tao chở gỗ, không phải chở người. Hùng cố gắng thuyết phục: chú ơi, anh cháu bị rắn độc cắn rất nặng, chú làm ơn đưa anh cháu đi viện, chứ không là ảnh hưởng đến tính mạng đấy chú ạ. Tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo để qua mắt Lão Trừ. Cuối cùng nhờ Hùng mà tay A Trừ được cứu chữa tại một bệnh viện. Sau đó hai người đã nhanh chóng biến mất. Sau khi công an ập đến để lục soát thì không thấy ai. Thành công thoát khỏi hiểm nguy, Hùng đưa Lão Trừ xuống núi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Tại đây Lão Trừ có thắc mắc: này, sao mày hết lần này đến lần khác cứu tao, tao đã làm gì cho mày đâu? Hùng ngạo nghễ trả lời: vẫn không quên chuyện cố mà cả kịp Lão Trừ. Thật ra em không muốn cứu anh đâu, cũng muốn xem anh bị treo lên quan trần như thế nào. Nhưng mà theo lời thầy Thích Ngân Lượng thì đó là oan gia trái chủ. Chắc kiếp trước em nợ anh cái gì đấy, kiếp này em trả. Thế thôi. Lão Trừ: tao thích thằng đang tàn, bất cần đời như mày đấy. Thằng Trừ này cũng không phải người không biết điều, rồi sau này tao sẽ tạo dựng sự nghiệp cho mày. Từ đó, Hùng là cánh tay phải đắc lực cho Lão Trừ. Thậm chí sau khi Lão bị bắt, Hùng được coi như người kế vị, đứng đầu cho đường dây của Lão Trừ, thay mặt Lão trao đổi các vụ làm ăn còn dang dở. Cũng vì vậy mà Hùng phải đối đầu với bà trùm lớn, đứng sau tay toàn. Liệu bà trùm này có khôn ngoan hơn Lão Trừ để tránh được va chạm không cần thiết với Hùng, hay mà sẽ là người tiếp theo mắc bẫy sập lưới của Hùng?